chở đâu anh? Chở đâu anh? Anh hơi ác anh. Chở đâu anh ơi? Nghỉ chưa? Các bạn cùng tôi tiếp tục cuộc hành trình của bác tài xế Cô Lông anh nhé. Một chiếc xe Cô Lông rất là mới các bạn nhé. Anh ai sử dụng chiếc xe Cô Lông rất là mới. Mới lại chạy bình thường. Chuyển cát của chiếc xe Cô Lông mới quen rồi. Tài xế người ta phải lười luôn chạy. Chiếc xe này trang bị khoảng trọng khá là nhỏ rồi. Các bạn phải thấy lúc sau của nó là 10 tí nhỉ anh? Nhưng mà vẫn đẹp hết nhỉ? Bên đây là con xe rất là to các bạn nhé. Ít việc lên chiếc xe nằm ở đây. Con xe siêu khủng trang bị hệ thống vô AK4X. Nổ rất là hay. Con này trang bị có động cơ máy 36 2,5 khối. Chiếc xe trang bị phun răng luôn các bạn. Điều đó là lốp đơn nhá. Con xe này được trang bị lốp đơn. Một cái ben tời rất là lớn luôn. Quả tời hiện đại nhá anh nhỉ. Ra hẳn ngoài này luôn.
máy 24. Con xe được đóng giá thành 60 triệu.
bạn, và được ý kiến anh chị cũng tuyệt vời của anh chị luôn, mọi người nhé.